Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học chủ đề 20, bài số 1. Làm quen với vần ung, vần uyên và vần út. Các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số Trang số 16 trước khi bước vào bài học các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào a à, quan sát tranh cô thấy tranh vẽ các vận động viên bóng truyền đang thi đấu ở đây có ba lá cờ luân lưu cờ luân lưu là cờ lưu niệm nó được thiết kế để trao tặng khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc, những người đạt thành tích trong các hội thi văn nghệ, thể thao hoặc các hoạt động đoàn thể. Đây là trọng tài của trận đấu. Trọng tài đang huyết còi điều khiển trận đấu. Từ tranh vẽ này, cô tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn uân, văn uyên và văn út mà chúng ta chuẩn bị học. Đó là từ cờ luân lưu bóng truyền huýt còi cô thấy tiếng luân trong từ cờ luân lưu có vần uân cô tô vần uân có màu đỏ lên tiếng truyền trong từ bóng truyền có vần uyên cô tô vần uyên có màu xanh lên tiếng hút trong từ hút còi có vần út cô tô vần út có màu tím lên như vậy vần uân cô tô màu đỏ vần uyên cô tô màu xanh vần út cô tô màu tím để các em dễ phân biệt chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhé bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại các từ ngữ chúng ta vừa tìm được cờ luân lưu bóng truyền huýt còi cô giới thiệu với các em đây là vần uân vần uân gồm có ba âm âm u đứng trước âm ở đứng giữa âm n đứng cuối vần uân đánh vần là u ở n uân uân u ở n uân uân u ở n uân uân đây là vần uyên vần uyên gồm có ba âm âm u đứng trước âm đôi y đứng giữa âm n đứng cuối âm đôi y chữ y được thể hiện là chữ y dài vần uyên đánh phần là u i e n uyên uyên u i e n uyên uyên u i e n uyên uyên đây là vần út vần út gồm có ba âm âm u đứng trước Âm y đứng giữa, âm tờ đứng cuối. Âm y được thể hiện là chữ y dài. Văn út đánh phần là U, y, tờ, út, út. U, y, tờ, út, út. U, y, tờ, út, út. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Quan sát cô thấy, đây là cờ luân lưu. Cô có từ ngữ cờ luân lưu. Đây là tranh vẽ vận động viên đang thi đấu bóng chuyền. Cô có từ bóng chuyền. Đây là tranh vẽ trọng tài đang hút còi. Cô có từ hút còi. Cô thấy tiếng luân trong từ cờ luân lưu có vần uân. Cô Tô Vân Uân có màu đỏ lên. Tiếng truyền trong từ bóng truyền có vần uyên. Cô Tô Vần Uyên có màu xanh lên. Tiếng hút trong từ hút còi có vần út. Cô Tô Vần Út có màu tím lên. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếng luân, tiếng truyền và tiếng hút nhé tiếng luân gồm có âm l đứng trước vần uân đứng sau tiếng luân đánh phần là l uân luân luân tiếng truyền gồm có âm chờ đứng trước vần uyên đứng sau và dấu huyền đặt trên ê tiếng truyền đánh phần là chờ uyên chuyên huyền truyền truyền Tiếng hút gồm có âm hờ đứng trước, văn út đứng sau và dấu sắc đặt trên chữ y dài. Tiếng hút đánh vần là hờ, út, hút, sắc, hút, hút. Tiếp theo, các em hãy suy nghĩ và tìm một vài từ ngữ có tiếng chứa vần ung ở ngoài bài học này. A cô tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn uân ở ngoài bài ví dụ như từ khuân vác tuân lệnh huấn luyện tiếp theo các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô một vài từ ngữ có tiếng chứa văn uyên ở ngoài bài học này a à, có tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn uyên ở ngoài bài ví dụ như từ khuyên bảo tuyên bố chuyên cần tiếp theo các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô các từ ngữ có tiếng chứa văn út ở ngoài bài học này a à, có tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn út ở ngoài bài ví dụ như từ xoắn xuất suýt ngã tiếp theo cô sẽ chuyển sang phần tập viết bài học hôm nay chúng ta sẽ tập viết văn uân từ cờ luân lưu văn uyên từ bóng truyền văn út từ huyết còi Các em hãy lấy quyển vợ tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 5, chủ đề 20, bài số 1. Lưu ý khi viết, các em phải viết bằng kiểu chữ viết thường, cỡ chữ nhỏ, viết đúng kiểu, đều nét, giảm đúng khoảng cách giữa các con chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại, xem bài viết mẫu của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nhé. Khi nào viết bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã viết bài xong chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Các em hãy nhìn sang trang 17 của sách giáo khoa. Cô có các tranh vẽ. Bên dưới tranh vẽ có các từ ngữ thể hiện nội dung của tranh. Đó là các từ ngữ tuần tra, thuyền bơm, xe buýt. Cô thấy tiếng tuần trong từ tuần tra có vần uân, cô tô vần uân có màu đỏ lên. Tiếng thuyền trong từ thuyền bơm có vần uyên, cô tô vần uyên có màu xanh lên tiếng buýt trong từ xe buýt có vần út. cô tô vòng ít có màu tím lên bây giờ các em hãy đọc lại cùng cô nào tuần tra thuyền bơm xe buýt phần tiếp theo của bài học cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài đọc có tựa đề là ngày đầu tiên đi học trước khi luyện đọc các em hãy nghe cô đọc mẫu bài nhé ngày đầu tiên đi học chuẩn bị cho huân đi học mẹ nói tuần đầu con sẽ làm quen với bạn thầy cô tưởng gì toàn chuyện dễ huân nghĩ rồi háo hức ngồi lên xe nhưng khi gần tới lớp huân bỗng lo lắng thấy vậy mẹ khuyên đừng lo con sẽ quen mà cô giáo đến bên huân và bảo con chào mẹ đi rồi ta cùng vào lớp cô vừa đọc mẫu bài đọc ngày đầu tiên đi học cho các em nghe rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài huân tuần đầu làm quen toàn chuyện dễ háo hức lo lắng Mẹ khuyên. Cùng vào lớp. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Các em hãy cho cô biết bài đọc có mấy câu. À, cô đếm được, bài đọc có 9 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Ngày đầu tiên đi học. Câu 1. Chuẩn bị cho Huân đi học, mẹ nói. Câu 2. Tuần đầu con sẽ làm quen với bạn, thầy cô. Câu 3. Tưởng gì, toàn chuyện dễ, Huân nghĩ rồi háo hức ngồi lên xe. Câu 4. Nhưng khi gần tới lớp, Huân bỗng lo lắng Câu 5: Thấy vậy, mẹ khuyên. Câu 6: Đừng lo. Câu 7: Con sẽ quen mà. Câu 8: Cô giáo đến bên Huân và bảo. Câu 9: Con chào mẹ đi rồi ta cùng vào lớp. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc ngày đầu tiên đi học. Bây giờ, kêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho câu nào. Khi nào đọc bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc các em hãy cho cô biết mẹ nói tuần đầu huân sẽ làm quen với ai và việc gì à câu trả lời là mẹ nói tuần đầu huân sẽ làm quen với các bạn thầy cô câu hỏi tiếp theo ai đưa huân vào lớp để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại các câu sau có trong bài đọc. Cô giáo đến bên Huân và bảo Con chào mẹ đi, rồi ta cùng vào lớp. Như vậy, câu trả lời là Cô giáo đưa Huân vào lớp. Phần cuối của bài học, cô có yêu cầu như sau. Tìm trong các từ ngữ sau, tiếng chứa văn út suýt ngã suýt xoa tiếng suýt suýt cô tìm được các tiếng chứa văn út có trong các từ ngữ cô vừa đọc đó là tiếng suýt tiếng suýt và tiếng suýt Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em. Vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.